tỷ này khi nào sẽ viên tịch ở Diêm Phù Đề về sanh lên cõi trời kia? Lúc xưa Di Lặc sanh ở trong nhà của dòng đại Bà La Môn, Ba Bà Lợi, thôn Kiết Ba Lợi ở nước Ba La Nại. Vào 12 năm sau, vào ngày rằm 15 tháng 2, ông ấy sẽ trở về nơi sinh quán ngồi kiết già phu tọa, như nhập vào diệt định, thân màu vàng tía, tỏa ánh sáng rực rỡ đỏ tưởng như trăm ngàn mặt trời chiếu đến tận trời đau xuất. Thân xá lợi của ông ấy như pho tượng vàng đúc không lay, bất động. Trong tâm viên mãn tỏa hào quang, có chữ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội và Bát Nhã Ba La Mật sáng rõ. Khi ấy chư thiên đều tìm đến về xây bảo tháp vi diệu để cúng dường xá lợi. Bây giờ ở cõi trời đau xuất, Bồ Tát bỗng đột nhiên hóa sanh ngồi kiết già phu tọa trên hoa sen nơi tòa sư tử trong đài bảy báu ở cung điện Mani. Thân sắc màu vàng kim như diêm phù đàn, cao 16 do tuần, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Búi tóc trên đỉnh nhục kế có màu xanh biếc như lưu ly. Mũ trời được trang nghiêm bằng ngọc Mani Thích Ca Tỳ Lăng Già và trăm ngàn vạn ức ngọc báu Chân Thúc Ca. Mũ trời ấy lại có trăm vạn ức màu sắc. Trong mỗi màu sắc có vô lượng trăm ngàn hóa Phật và các hóa Bồ Tát làm thị giả. Lại có các đại Bồ Tát từ phương khác hiện ra 18 phép thần thông biến hóa, tùy ý tự tại ở trong đó. Ở giữa trạng mày của Đức Di Lặc có ánh sáng tướng bạch hào, phóng ra hào quang trăm màu bảo sắc. Mỗi một tướng trong 32 tướng tốt có 500 ức màu bảo sắc. Mỗi một vẻ đẹp cũng có 500 ức màu bảo sắc. Mỗi một tướng hảo phát ra 8 vạn 4 ngàn đám mây sáng rực rỡ. Đức Bồ Tát cùng với các thiên tử đều ngồi trên tòa hoa sen ngày đêm sáu thời, thường thuyết về hạnh bất thối chuyển địa pháp luân. Trải qua một thời gian, Ngài giáng hóa thành tựu cho 500 ức thiên tử, khiến cho họ không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế, Đức Bồ Tát ở trời đau xuất ngày đêm thường nói pháp ấy để độ các thiên tử. Tính theo thời gian ở Diêm Phù Đề là 56 ức vạn năm. Cho đến lúc bây giờ, Ngài mới hạ sanh ở Diêm Phù Đề, như đã nói ở trong kinh Di Lặc hạ sanh. Đây là nhân duyên của Bồ Tát Di Lặc trạch ở Diêm Phù Đề và sanh về trời đau xuất. Sau khi ta diệt độ, trong các chúng đệ tử nếu có ai tinh cần siêng tu các công đức, đầy đủ oai nghi, quét tháp, lập đất, đem các hương thơm hoa quý để cúng dường, thực hành thiền định nhập tam muội chánh thọ, đọc tụng kinh điển. Những người như thế cần nên chí tâm khi chưa đoạn hết các kết sử ràng buộc, nhưng đắc được sáu phép thần thông, hãy luôn niệm Phật, nhớ nghĩ hình tượng, xưng danh hiệu của Đức Di Lặc. Những người như vậy nếu trong một niệm khoảnh thọ trì bát quan trai giới, tu các nghiệp thanh tịnh, phát lời thề nguyện rộng lớn, sau khi mạng chung, nếu như vị chán sĩ duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc liền vãng sanh về cung trời đau xuất, ngồi kiết già phu tọa trên hoa sen.
và có trăm ngàn thiên tử trỗi nhạc trời, cầm hoa trời Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La rải lên người đó và ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, khi ông ở cõi Diêm Phù Đề đã rộng tu phước nghiệp nên được vãng sanh về đây, nơi này gọi là cung trời Đau Xuất. Hiện nay vị chuyên chủ ở đây là Đức Di Lặc, ông hãy quy y ngài. Khi nghe xong, người ấy liền đảnh lễ và quán rõ tướng hào ánh sáng trắng ở giữa chặng mày, tức thời sẽ vượt khỏi tội sanh tử trong 90 ức kiếp. Lúc ấy Đức Bồ Tát tùy theo túc duyên đời trước mà nói pháp vi diệu, làm cho tâm người đó kiên cố, không còn thối chuyển nơi đạo quả vô thượng. Nếu có chúng sanh nào tu các nghiệp thanh tịnh và thực hành lục sự pháp, quyết định không nghi, sẽ đắc sanh lên cõi trời Đau Xuất, gặp Đức Di Lặc rồi lại theo Đức Di Lặc xuống Diêm Phù Đề và nghe được pháp đệ nhất. Vào đời vị lai, sẽ gặp hết thảy chư Phật trong hiền kiếp. Trong kiếp tinh tú cũng gặp được các Đức Phật Thế Tôn, và ở trước chư Phật sẽ được thọ ký quả Bồ Đề. Sau khi ta diệt độ, trong các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên, long, dạ xoa, càng thác bà, atula, kalaula, khẩn na la, ma hầu la già, nếu nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, nghe rồi tâm sinh hoan hỷ, cung kính lễ bái, người ấy lúc mạng chung như chừng khảy móng tay, liền được vãng sanh như ở trước không khác. Ngay chỉ nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc mà khi mạng chung cũng không đọa vào chỗ tối tăm, vùng biên địa tà kiến với các luật lệ xấu ác, thường sanh chánh kiến, có quen thuộc thành tựu và không phỉ báng tam bảo. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phạm các giới cấm tạo dục nghiệp ác mà nghe được danh hiệu của Đức Bồ Tát, cúi đầu đảnh lễ sát đất và thành tâm sám hối, thì những ác nghiệp đó sẽ chóng được thanh tịnh. Trong vị lai, nếu có chúng sanh nào nghe được danh xưng của Bồ Tát Đại Từ Bi, rồi tạo lập hình tượng, cúng dường hương hoa, y phục, lọng lụa, tràng phan, lễ bái, niệm niệm nhớ nghĩ, người này khi mạng chung sẽ được Bồ Tát Di Lặc phóng hào quang trắng ở giữa chặng mày, cùng với các thiên tử rải hoa Mạng Đà La lai nghiêm tiếp đón. Người ấy trong một thoáng liền đắc vãng sanh, gặp Đức Di Lặc đầu diện lễ kính, và còn chưa kịp ngẩng đầu lên là đã nghe được pháp, liền không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng. Trong đời vị lai sẽ gặp được hàng hà xa số chư Phật Như Lai. Ông hãy lắng nghe, Bồ Tát Di Lặc vì đời vị lai mà làm nơi nương tựa rộng lớn cho chúng sanh. Nếu được quy y với Bồ Tát Di Lặc, phải biết người đó sẽ không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng. Khi Di Lặc Bồ Tát thành bậc Như Lai,
ấn cúng, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì những người này khi thấy được ánh hào quang của Phật, liền được thọ ký. Sau khi ta diệt độ, trong bốn chúng đệ tử, thiên, long, quỷ, thần, nếu ai muốn sanh lên trời đau xuất, thì phải nên quán tưởng, niệm niệm tư duy về cung trời đau xuất, trì giữ các giới cấm của Phật dạy, từ một ngày cho tới 7 ngày, tưởng nhớ thập thiện, làm 10 điều lành, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện sanh được tới ở trước đất Di Lặc. Nên quán tưởng như thế. Người quán tưởng như thế có một vị thiên nhân hay một hoa sen. Nếu trong một niệm khoảnh xưng danh hiệu của Đức Di Lặc, thì người đó sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 1200 kiếp. Như chỉ nghe danh hiệu và chắp tay cung kính, thì người này sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 50 kiếp. Nếu có ai cung kính và lễ bái Đức Di Lặc, thì sẽ trừ khỏi tội sanh tử trong 100 ức kiếp. Dù cho không được sanh lên trời, nhưng vào đời vị lai, trong hội long hoa dưới cội cây bồ đề, người ấy cũng sẽ gặp được Phật và phát tâm vô thượng. Chúng con cùng trời, người về tán bộ chúng, nay ở trước Phật thành thật phát thệ nguyện, vào đời vị lai sẽ gặp Đức Di Lặc, khi sẽ thân này đều được sanh lên cõi trời đau xuất. Ông cùng những chúng sanh đời sau tu phước trì giới đều sẽ vãng sanh tới ở trước Đức Bồ Tát Di Lặc và sẽ được Bồ Tát Di Lặc nhiếp thọ. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài A Nan, ông nhớ lời ta dạy, hãy thọ trì, gìn giữ thận trọng, đừng để quên mất. Vì những chúng sanh đời vị lai mà khai mở con đường sanh lên cõi trời, chỉ bày tướng của Bồ Đề, chứ để đoạn mất hạt giống Phật. Om Ha Ha Ha, Un Sam Mo Di So Ha.